Hello mọi người, mình là Auto Cycle đến từ Auto Tinh Tế, và hôm nay ở trên tay của mình đây là iFi iDSD Signature. Đây là một cái mẫu portable headphone DAC và amplifier nhỏ gọn, nhưng mà cái công suất của nó mang lại rất là khủng. Và so với lại những cái sản phẩm portable DAC amp trước của iFi, ví dụ giống như là iDSD nè, rồi Micro iDSD nè, hoặc là Micro iDSD BL, thì iDSD Signature nó có cái điểm gì khác biệt và cái ngoại hình của nó khác cái gì so với lại iFi Micro iDSD với lại Micro iDSD BL, hay là còn gọi là Black Label á, thì cái con iDSD Signature này nó sẽ có cái điểm gì nổi bật? Rõ ràng là đầu tiên là khi mà nhìn vào thì chúng ta đã thấy là cái màu sắc của nó đã rất là nổi bật rồi. Mình đã quen mắt với lại cái màu nhôm sáng và trắng của Micro iDSD và cái màu đen của Black Label, nhưng mà những cái màu đó có nghĩa là nếu như mà các bạn có thể tìm ở những cái brand khác hoặc là những cái thương hiệu khác thì cái màu nhôm trắng và cái màu đen đó là một cái màu rất là bình thường, nhưng với iDSD Signature có nghĩa có vẻ là iFi họ muốn nhấn mạnh vào cái sản phẩm của họ ngay từ cái sự thay đổi về màu sắc và từ cái thay đổi về ngoại hình. Cái ấn tượng khi mà mình vừa mở hộp ra và mình nhìn thấy nó đó là một cái màu xanh, vừa xanh vừa xám vừa đen. Mình không biết gọi cái tên màu này là màu gì, nhưng mà tổng thể của nó trông rất là bắt mắt và rất là hiện đại, rất là sang. Và cái màu này nó vừa tạo ra được cái vẻ kỳ bí, nó vừa tạo ra được cái nét thanh lịch khi mà chúng ta có thể đặt nó ở trên bàn làm việc. Nếu như mà mình nghĩ là nếu như mà ai mà có một cái góc làm việc hoặc là có một cái góc thưởng thức nhạc mà được decor thật là đặc sắc, đơn giản, minimalism vân vân cái kiểu, thì cái iFi iDSD Signature này nó rất là phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ điểm qua một số những cái thay đổi về iDSD Signature so với những phiên bản trước ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy phía ngoài, có nghĩa là những cái lỗ cắm jack của chúng ta, nó sẽ có một cái lỗ 6.3mm ở bên này và nó có một cái lỗ 4.4mm ở bên này. Cái lỗ 4.4 này chắc chắn nó là balance, và đối với cái lỗ 6.3mm này thì iFi họ rất là tinh tế khi họ cho kèm theo ở trong bộ phụ kiện nó có một cái jack 3.5 ra thành cái đầu 6.3 để anh em có thể cắm những cái tai nghe in-ear hoặc là những cái tai nghe full size mà nó có cái jack cắm là 3.5. Tại sao họ phải làm như vậy? Có nghĩa là 4.4 với lại 6.3. Nói thêm cho anh em hiểu luôn, đó là bên trong cái mạch giải mã của iDSD Signature này thì iFi họ vẫn dùng một cái con chip, hai con chip, đó là DSD1793. Thì cái con chip DSD1793 này ở trên cái iFi Signature này nó được cấu hình full balance, có nghĩa là cái mạch balance 4.4 output này là mạch true balance 4.4mm output. Nên là nếu như mà anh em nào có những cái tai nghe cao cấp in-ear cũng được hoặc là full size cũng được, khi mà cắm vào cái jack 4.4 này, tiếng của nó sẽ mạnh hơn, do gain của nó sẽ tốt hơn, và do nó là cái output balance, thế nên là cái noise floor với lại cái độ chi tiết của nó sẽ tăng lên rất là nhiều so với lại cái jack single end 6.3mm ở đây. Để mà sử dụng iDSD một cách hiệu quả thì mình khuyên anh em là nên đọc sơ qua cái hướng dẫn sử dụng của iFi. Tại vì như thế nào, có nghĩa là do cái công suất đầu ra của iDSD Signature nó rất là lớn, nó tới 4.1mW lận, có nghĩa là 4.1W đó. Thế nên là nếu như mà anh em ghép những cái tai nghe mà nó có cái độ nhạy thấp quá, hoặc là những cái tai nghe mà nó có cái độ, cái trở kháng nó ở mức trung bình đó, mà anh em không setting nó một cách cẩn thận thì nghe tiếng của nó sẽ bị chói hoặc nó sẽ bị gắt. Thì để mà tận dụng được cái iDSD Signature này một cách tối đa thì anh em nên đọc qua cái hướng dẫn sử dụng ở trong này, hoặc là ở ghi sẵn ngay ở trên hộp. Ở bên phần cạnh bên của iFi iDSD Signature nó sẽ có ba cái nút. Thì ba cái nút này, nếu như cái nút đầu tiên mà anh em phải quan tâm đó là cái nút màu đỏ. Cái nút màu đỏ này nó sẽ có hai ba cái chế độ. Đầu tiên là Eco Mode nè, sau đó là Normal Mode và cuối cùng là Turbo Mode. Thì ba cái mức công suất này, ba cái nút chỉnh mức công suất này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái tai nghe mà anh em gắn vào. Nếu như mà anh em sử dụng những cái tai nghe in-ear hoặc là earbud mà có cái trở kháng nó thấp thì anh em nên để ở cái mức là Normal Mode hoặc là Eco Mode. Thì ở đây họ ghi rất là rõ ràng, ở 16 ohms, có nghĩa là nếu như mà anh em sử dụng tai nghe 16 ohms cho tới 32 ohms thì tốt nhất là anh em nên để ở cái mức
Eco Mode hoặc là Normal Mode, lúc đó nó sẽ cung cấp khoảng 250mW ở 16 ohm, 950mW ở 32 ohm. Còn nếu trong trường hợp là anh em có những cái tai nghe mà cái công suất nó cần cái công suất cao hơn, ví dụ như là HD85S hoặc là HD820 vân vân các kiểu, thì ở đây nó là 100mW tại 300 ohm và 166mW tại 600 ohm, 1W tại 64 ohm. Cái công suất của DSD Signature nó hoàn toàn nó bao hết tất cả những cái tai nghe từ thấp cho tới cao, tùy vô cái mức độ mà anh em sử dụng, tùy vô cái tai nghe mà anh em đang sử dụng, tùy vô cái độ nhạy và cái trở kháng của tai nghe anh em đang sử dụng mà anh em có thể chỉnh cái nút màu đỏ này cho nó phù hợp. Cái thứ hai đó là cái nút gạt, cái nút filter. Cái nút filter này là Beats Perfect Medium Phase và Standard. Bình thường á thì mình sẽ nghe ở cái mức là Beats Perfect, tại vì mình cảm thấy là khi mà mình nghe ở Beats Perfect thì cái kiểu tiếng của nó sẽ đầy và nó sẽ đủ chi tiết, gồm như là cái việc là cái nền âm của nó nghe nó có vẻ nó trật tự và nó trong nó rõ hơn rất là nhiều so với cái Minimum Phase và Standard. Nói chung cái filter này nó chính là một cái digital filter, thế nên là tùy thuộc vào cái gu nghe của anh em. Trong trường hợp mà anh em nghe nhiều jazz, nhiều metal, nhiều rock, nhiều EDM, nhiều hip hop vân vân cái kiểu giống như mình thì anh em nên để ở Beats Perfect để cho cái tiếng của nó đầy và tiếng của nó rõ. Nếu như mà anh em muốn có một cái kiểu tiếng nó nhanh và nó trong hơn và nó cái nền âm của nó nghe có vẻ là nó rộng hơn á, thì anh em có thể chuyển về Minimum Phase hoặc là Standard. Cuối cùng mà mình muốn nhắc anh em đó là cái nút EMatch, EMatch. Thì cái nút EMatch này nó có 3 chế độ là Off, High Sensitive và Ultra Sensitive, để mà anh em có thể kết nối nó với lại những cái tai nghe in-ear mà có cái độ nhạy rất là cao, mình cho là khoảng từ 100 decibel trở lên thì nó được gọi là độ nhạy cao. Thì những cái tai nghe mà có cái độ nhạy cao, những cái in-ear mà nó có độ nhạy cao, khi mà nó gắn vào những cái module DAC amplifier có công suất lớn như thế này thì thường nó bị một cái vấn đề gì, đó là nó sẽ gây ra cái tiếng xì và cái tiếng hiss, cái tiếng nhiễu nền. Thì cái EMatch này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Nếu như độ nhạy quá cao thì anh em gạt cái nút này xuống cái mức là Ultra Sensitive. Nếu như mà cái độ nhạy nó vừa vừa thôi, khoảng cỡ 9 mấy decibel á, thì anh em có thể để ở mức High Sensitive. Và nếu như mà anh em nghe full size thì anh em để mức Off luôn là tốt nhất. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua cái mặt sau của cái máy, cái đuôi của máy á, thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó có một cái lỗ 3.5 ở đây. Cái lỗ 3.5 này nó vừa là Coaxial Input và vừa là Optical Input. Nó là cái jack 3.5, anh em có thể phải sử dụng một cái adapter. Và đừng lo, là tại vì trong bộ sản phẩm của iFi iDSD Signature nó sẽ kèm theo cái jack chuyển từ optical đầu vuông sang optical 3.5 để anh em có thể gắn vào đây. Nó sẽ rất là ok khi mà anh em sử dụng với những cái thiết bị sử dụng cái jack optical 3.5 output, ví dụ giống như là MacBook nè, rồi Mac Pro nè, rồi TV vân vân các kiểu, anh em vẫn có thể cắm vào đây để anh em giải mã. Nhưng mà mình lưu ý với anh em luôn là khi mà sử dụng qua cái cổng optical thì cái maximum resolution, cái độ phân giải cao nhất mà anh em có thể thưởng thức được đó là 24/192kHz mà thôi. Bên cạnh đó là hai cái cặp jack RCA output này. Nếu như mà anh em nào đã quen với lại micro IDSD hoặc là micro IDSD PL rồi thì anh em sẽ thấy là cái có thiếu một cái nút ở dưới này. IDSD Signature họ đã loại bỏ cái chức năng pre-amplifier output bằng cách là họ chỉ cho xuất DAC thẳng thôi, có nghĩa là họ sẽ cho xuất full analog ra, không có volume, không có control gì cả. Thì như vậy cái tiếng của nó sẽ trong và nó sẽ mạnh hơn. Cái phần này tín hiệu xuất ra là tín hiệu light level. Vì thế nên là anh em có thể tự tin anh em sử dụng cái iFi IDSD Signature này làm một cái DAC cho dàn, cắm từ máy tính xuất qua dàn, xuất vào âm ly tích hợp hoặc là vào rề và đánh ra lớn, nó rất là ok. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái jack USB-A. Cái USB-A này là Digital Input hay còn gọi là USB Input đó. Trong bộ phụ kiện của IDSD Signature nó sẽ có một cái dây USB 3.0 như thế này để mà anh em có thể cắm cái đầu này vào trong cái jack USB như thế này. Đối với những cái anh em nào đang sử dụng những cái dây USB nó có cái chất lượng cao hơn, xịn hơn, giống như là của Nordos, của Yade, của Rutech, vân vân các kiểu, thì anh em sẽ sử dụng một cái adapter. Cái adapter này nó gồm có một cái đầu A female và bên này nó là một cái đầu B. Thì anh em sẽ cắm vào như thế này. Sau đó là anh em sẽ cắm những cái dây USB chất lượng cao của chúng ta vào đây. Thì bản thân mình thì mình đang sử dụng Nordos Blue Heaven hoặc là mình sử dụng GT2 Pro của Rutech.
khi mà cắm vào đây thì rõ ràng là mình sẽ không sử dụng những cái dây USB 3.0 giống như thế này, mà mình sẽ tin tưởng vào những cái thương hiệu họ có tiếng về dây dẫn, nhất là về dây USB. Tại vì đối với mình thì dây USB nó là một trong những cái mắt xích quan trọng nhất của một cái chuỗi digital playback. Về phần cứng giải mã của IDSD Signature thì nó sử dụng hai cái con DSD 1793 chia ra cho hai kênh, thì trái và phải và cái khả năng giải mã của hai kênh này là lên được tới DSD 512, nó rất là ok và nó bao luôn cả MQA, có nghĩa là nếu như mà anh em nào sử dụng Tidal hoặc là những sử dụng Coburst thì cái MQA này nó sẽ cho cái chất lượng cao hơn. Mình thì mình không tin lắm vào MQA, nhưng mà có một số anh em hay nói với mình là MQA nó có cái chất lượng cao hơn hẳn. Mình nghe thì mình không nhận ra, tuy nhiên cái chuyện đó tùy anh em. Mình vẫn thích những cái bản ở trên Tidal, những cái bản original hơn là những cái bản MQA. Đối với cái phần khuếch đại thì IDSD Signature, những cái linh kiện ở phía trong của nó, những con up arm, những cái tụ trở, thì nó sẽ sử dụng một cái phương thức kết cấu mạch, đó là Direct Couple. Direct Couple có nghĩa là nối tần trực tiếp. Nối tần là sao? Ví dụ ha, ở trong bất kỳ một cái thiết bị khuếch đại nào, preamplifier hoặc là power amplifier hoặc là những cái integrated amplifier, âm ly tích hợp á, nó đều chia ra hai cái section rõ ràng. Cái section đầu tiên là tín hiệu vào, nó sẽ chạy qua một cái mạch preamplifier, đó là tiền khuếch đại, và sau đó là từ cái mạch preamplifier đó nó sẽ chạy qua một con tụ liên tầng hoặc là một cái biến thế liên tầng để mà nó đưa tín hiệu từ mạch tiền khuếch đại sang tới mạch khuếch đại và nó đánh ra loa hoặc là tai nghe của chúng ta. Tuy nhiên đối với cái mạch Direct Couple thì nó không như vậy. Nó từ cái mạch tiền khuếch đại cho tới cái mạch khuếch đại nó là một cái đường thẳng xuyên suốt, nó không chạy qua bất kỳ tụ trở hoặc là một cái linh kiện nào cả. Như vậy thì sao? Không chạy qua tụ, không chạy qua trở, không chạy qua bất kỳ cái linh kiện nào ở trên đường đi của tín hiệu nó sẽ sạch hơn, nó sẽ có độ động tốt hơn, không gian của nó tốt hơn, chính xác hơn, và cái độ mạnh, cái độ trong trẻo của âm thanh nó sẽ được cải thiện rất là rõ rệt. Đối với những cái anh em nào mà đã sử dụng IDSD Black Label hoặc là Micro IDSD rồi thì anh em dễ nhận ra được cái kiểu tiếng này lắm. Ngoài ra thì mình muốn nhấn mạnh thêm hai cái phần, đó là phần 3D và phần X-Base. Thì cái phần 3D holographic này là một cái phần nó giống như là tạo ra một cái headroom, tạo ra một cái cảm giác anh em nghe âm trường của nó có vẻ rộng hơn và nó có vẻ là nó chi tiết hơn. Thường là mình sẽ không thích cái mạch 3D holographic ở trên Micro IDSD hoặc là ở trên IDSD Black Label. Tuy nhiên đối với IDSD Signature này thì mình sẽ thử, rồi sau đó là mình sẽ report chi tiết ở trong những cái bài sau. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái mạch X-Base. Cái mạch X-Base này thực tế là nó là một cái mạch bass boost. Cái mạch bass boost nó sẽ nâng toàn bộ cái dải trầm của chúng ta lên. Ví dụ từ upper bass có nghĩa là khi mà mình nghe thử thì mình thấy nó khoảng từ 80 cho tới khoảng 40Hz, nó sẽ được đẩy lên một khoảng. Thì nó sẽ hợp lý khi nào mà anh em nghe những cái track mà nó cần bass nặng, ví dụ giống như là hip hop nè, trap nè, EDM, và anh em nghe với những cái tai nghe ví dụ giống như Beyer Dynamic T1 nè, rồi HD800, HD660S, khi mà cái tiếng trầm của nó không có cái độ dày và nó không có cái độ mạnh cần thiết và không làm cho anh em thấy đã, thì anh em gạt cái nút này lên, thì lúc đó cái dải bass của nó sẽ được khỏe lên và nó dày hơn và nó sẽ nặng hơn một chút. Tất cả những cái phần holographic này, 3D holographic với lại X-Base này thì iFi họ sử dụng những cái linh kiện analog hoàn toàn và họ không có một cái digital filter hay là digital equalizer gì ở trong này cả. Thì rõ ràng là tiếng khi mà mình nghe thử cái X-Base đối với một cái tai nghe đó là Ether 2 thì mình cảm thấy là cái lượng bass của nó khi mà tăng lên thì nó làm cho mình nghe những cái thể loại nhạc giống như là Random Access Memory của Daft Punk, nghe nó lực hơn, nghe nó khỏe hơn, nhất là những cái track giống như là Get Lucky hoặc là Fragment of Time. Bên cạnh đó, cái phần cuối cùng đó là cái jack sạc, cái chấu sạc USB Type-C ở đây. Ở trong bộ phụ kiện sản phẩm nó cũng sẽ có theo một cái jack, một cái dây USB Type-C để anh em gắn vô đây để anh em sạc. Do là cái con này nó sử dụng cái pin tới 4800 mAh lần, thế nên là nếu như mà cắm cái
dây USB này vào trong máy tính thì không biết là tới bao lâu thì nó mới đầy. Thế nên là iFi họ rất là chu đáo khi họ cho theo một cái cọng dây như thế này để mà anh em có thể sử dụng những cái cục sạc USB-C ở ngoài để mà anh em cắm vô. Ok, trong phụ kiện của nó thì không có gì cả, nó cũng bình thường thôi, giống như những cái sản phẩm iFi trước, nó có một cái miếng silicon như thế này để mà anh em có thể kết để nó lên trên bàn tránh trầy xước. Rồi sau đó là nó có hai cái dây cao su để anh em có thể kết nối, anh em có thể buộc nó vào trong máy nghe nhạc hoặc là trong điện thoại. Cái nữa đó là một cái dây RCA output để anh em có thể cắm cái IDSD signature này và sử dụng nó giống như là một pure DAC luôn, có một cái DAC thuần để có thể xuất ra dàn vào pre và integrated amplifier. Và cuối cùng đó là một cái jack 3.5 ra 6.3. Rồi, cái bài review chi tiết về chất âm, về phối ghép với những cái tai nghe khác nhau thì mình sẽ có sau cái bài trên tay này. Mình nghĩ là mình sẽ phải trên tay, mình sẽ phải test cái IDSD signature này một cách rất là nhiều và rất là lâu với nhiều cái thể loại tai nghe khác nhau. Hiện giờ mình có ở đây đó là ZMF Aiken nè, rồi mình có Ether 2 nè, mình có HD660S và mình có HD820S. Và mình có HD820 để mình có thể lấy nó ra làm tham chiếu để mà đánh giá được cái chất lượng âm thanh của IDSD Signature. Hẹn gặp anh em ở trong những cái video kế tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Nhớ like, share và subscribe cho Audio Tinh Tế. Cảm ơn mọi người.